Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của trường Authentic. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên đây với hai phiên bản của nhà OP, nhà Onipianos. Và phiên hai phiên bản này thì các bác lưu ý giúp em này. Hai cái phiên bản này thì bên em đang phân phối chính hãng, và tất cả những cái dòng OP hiện nay mà bên em phân phối cho các bác ấy thì đều là chính hãng các bác nhá. Thì thật sự với các bác ở đây thì đợt này thì em sẽ gửi đến cho các bác một cái mức giá của hai con OP này với những tất cả các con OP khác nha các bác nhá, là có mức giá nó nhỉnh hơn 600.000 đồng các bác. Bác lưu ý nhá. Em không ngờ rằng là lần này thì nó lại lên cao như thế. Đấy, nó lên xấp xỉ 600.000 đồng. Đấy, cho nên là em cũng nói chung là các bác nào đã chốt rồi ấy thì em cũng cái lô trước các bác chốt rồi thì em cũng đã lưu ý với các bác rồi. Đấy, là nếu như các bác chốt rồi thì thôi. Thì nói chung là em nhập được giá tốt thì em gửi đến cho các bác những cái giá tốt đấy. Còn đợt này thì hãng công bố là lên tầm hơn 600.000 nữa. À, không phải hơn 600.000 mà xấp xỉ 600.000 các bác nhá. Đấy, cho nên là các bác nào mà mua được đợt vừa rồi thì có khá là nhiều khách mua những cái mẫu OP này. Đấy, và thật sự là cũng hơi nói chung là các bác đấy cũng hơi may mắn. Sáng nay em vừa đi giao hai con OP và các bác đấy thật sự may mắn khi mà mua được với cái mức giá của nó cực kỳ tốt. Tại vì trong phân khúc này là một trong những phiên bản mà em phải cảm thấy rằng là nó khá là ngon. Đấy, tại vì sao mà nó ngon như thế đó, thì trước khi vào video ngày hôm nay, các bác có thể cho em xin một lượt like nhé, một lượt đăng ký kênh để nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những con sản phẩm đồng hồ mới nhất bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì hai cái mẫu ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác là hai mẫu như thế nào. Đây, của nhà Onipianos, và ngày hôm nay em phải lên đây em làm lại giá ngay cho các bác thì vì hai cái mẫu phiên bản này là hai cái mẫu phiên bản mà nó là màu mặt mới, và kể cả màu mặt cũ cũng như thế nha các bác nha, cả màu mặt cũ cũng như thế, nó cũng sẽ là giá như thế này. Nói chung là nó tăng đều lên các bác nha. Đấy, tại vì cái giá thị trường chung của nó hiện nay đang lên rồi các bạn. Đây, hiện tại thì em sẽ gửi đến cho các bác hai màu mặt phiên bản màu xanh đấy và phiên bản màu màu đờ mi đấy, vỏ mặt xanh lá các bác nha, vỏ đờ mi đó, và một phiên bản dây trắng. Thì cái mẫu này thì hiện tại bên em đang phân phối, em sẽ gửi đến cho bác một mức giá giữ nguyên như thế luôn. Đấy, giữ nguyên như thế về cái biên độ lãi của bên em. Đấy, thì em sẽ gửi đến cho các bác một cái mẫu phiên bản này với mức giá của nó là 4 triệu đồng. Các bác lưu ý nhá. Các bác lưu ý là 4 triệu đồng nhá. Đấy, chứ không phải ấy đâu. Không phải đơn giản đâu. Các bác cứ yên tâm đi, đợt tới thì các bên nó sẽ làm lại cái về dòng sản phẩm OP này, dòng Onipianos này, và phải gọi là nó sẽ tăng giá khá là cao đấy, nên là các bác lưu ý giúp em nhé. Phiên bản này thì em gửi đến cho các bác một phiên bản đờ mi, dây đờ mi ha, dây đờ mi này mặt xanh đó, mạ PVD, và con này thì nó sẽ trang bị cho mình một cái kính sapphire, và ở hướng 3 giờ của nó sẽ có một cái kính lúp để soi lịch ha. Con này thì một con phiên bản 3 kim 1 lịch đấy, và nó có dạ quang ở kim cọc giờ và kim cọc phút các bác nhé. Đó, thì cái phiên bản này thì nó cực kỳ đẹp khi mà ở các cọc giờ của nó sẽ đính đá này, các cọc giờ của nó sẽ đính đá như thế này, và ở hướng 12 giờ nó sẽ có logo của nhà OP này. Đấy, OP Onipianos Sportmaster. Phiên bản này thì ở hướng 6 giờ nó có kính sapphire này, Water System Automatic ha. Đó, đây là phiên bản Japan Moment được thiết kế và lắp ráp ở nước thứ ba. Đấy, phiên bản này phiên bản quốc tế các bác nhá. Đấy, và ở cái núm chỉnh của nó cũng sẽ được mạ PVD màu vàng. Đấy, vàng này thì vàng chanh. Đó, phiên bản này thì các bác có thể thấy rằng là nó sẽ có logo của nhà OP này. Cái logo của nhà OP thì cái núm chỉnh này, núm chỉnh skill down. Núm chỉnh skill down thì các bác có thể vặn ngược trên kim đồng hồ, sau đấy các bác vặn ra hai nấc thì các bác sẽ chỉnh giờ như thế này. Đấy, sẽ chỉnh giờ như thế này ha các bác ha. Đó, và con này thì các bác rút ra một nấc này, vặn ngược chiều kim đồng hồ là ngày nhá các bác nhá. Đó, phiên bản này thì nó có hiệu ứng giọt nước nhìn khá là đẹp. Nói chung là các bác nào mà vừa mua được ngày trước cái mức giá kia ấy thì các bác thật sự may mắn khi mà săn rất là kịp thời, khi mà những cái con đồng hồ đấy bên em phân phối ra thì nó là chính hãng và nó có mức giá cực kỳ tốt trên thị trường.
Cho nên là về cái phiên bản này thì các bác lưu ý là em đang phân phối gửi đến cho các bác mức giá là 4 triệu nhá. Phiên bản này thì nó sẽ có một cái dây zoom mini này, dây zoom mini này của nó này, và nó có đờ mi, các sợi chỉ điện đờ mi ở giữa này các bác ha. Khóa này là khóa giật các bác nhá, đây là khóa giật này. Đấy, một phiên bản khóa giật và có đính thêm thương hiệu logo của nhà OP. Ở phía mộc đáy của nó thì nó sẽ có tem 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 chống hàng giả của Bộ Công an các bác nhá. Đấy, và con này là một con mã của nó là 89322. Đó, 89322 các bác nhá. AGSK. Đấy, phiên bản này thì nó được trang bị với kính sapphire. Độ chống nước của nó là lên đến như cái con như thế này, độ chống nước của nó water resistant tầm 30 mét nước thôi các bác nhá. Đấy, đi mưa rửa tay cơ bản thôi. Còn con này thì nó sẽ là một trong những phiên bản mà máy của nó là máy NH36, máy của nhà Seiko. Máy của nhà Seiko này thì nó được mệnh danh là một trong những cỗ máy cực kỳ bền bỉ của nhà Seiko. Đấy, cho nên là nó nên là các bác lưu ý này. Con này tiểu Rolex, cho nên là nó với mức giá của nó ngày trước chỉ có 3 triệu mốt, à 3 triệu ba em bán ra ấy, thì nó khá là rẻ, nói chung là nó rẻ kinh khủng luôn đấy. Đấy, cho nên là các bác cũng cũng biết ha, tại vì với độ hoàn thiện này, với độ máy của nó, về cái máy của nó thì các bác có thể đánh giá là một con này quá ngon và quá hời đấy. Nhưng mà đợt này thì hãng nó cũng cân đối, giống như là các bác lưu ý này, nó sẽ tung ra một lượng sản phẩm để nó thu hút khách hàng đấy, và nó kiểm định chất lượng đó, và sau đấy thì giá trị của nó mới tăng lên dần đó. Thì các bác cũng giống như là em đây, em chia sẻ cho các bác nó thật thật như thế để cho các bác có thể lưu ý về cái phần này đấy. Cỗ máy NH36 cực kỳ bền bỉ, con này hiện tại bên em đang phân phối gửi đến cho các bác với một mức giá của nó là 4 triệu đồng, các bác lưu ý nhá, 4 triệu đồng. Biên độ lãi thì em vẫn sẽ như lấy như thế đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm, mức giá của em thì cực kỳ tốt rồi đấy, cho nên là các bác xem thì các bác cũng biết ha. Đó, phiên bản này là một trong những phiên bản của nhà Olympianus, và phiên bản này phiên bản mặt trắng bạc các bác nhé. Trắng bạc này thì nó sẽ là phiên bản dây toàn bộ nó cũng là dây zoom mini, và nó chỉ khác về bề mặt thôi. Đấy, nó không khác gì cả, cũng là size 40. Size 40 này thì các bác lưu ý là cổ tay trên 16 đeo đẹp nha các bác nhá. Cổ tay từ 16 trở lên, chu vi cổ tay ấy các bác ạ. Đó là đeo đẹp, cũng là núm chỉnh skill down hướng 3 giờ. Đấy, và cỗ máy NH36 phiên bản này thì máy cực kỳ bền bỉ. Nói chung là các bác nào mà mua được từ giá trước thì em phải nói là các bác khá là may mắn đấy. Đó, thì ngày hôm nay em gửi đến cho bác một cái phiên bản này. Phiên bản dây trắng này với mức giá của nó là 3 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé. Các bác lưu ý là 3 triệu 800 nghìn đồng. Ngày trước nhá, là các bên nói chung là giá trên thị trường thì nó dao động, thì các bác xem tham khảo các bác cũng biết rồi. Đấy, và cái giá mức giá của em mà em gửi đến cho các bác, bên em Ngọc Trương gửi đến cho các bác thì các bác cũng biết là nó rẻ đến cỡ nào rồi. Cho nên là các bác nào nhanh thì các bác có rồi, có được giá tốt rồi. Còn các bác nào lăn tăn thì xin chia buồn cùng các bác là các bác không thể săn được giá tốt nữa. Đấy, giá này thì ngày hôm nay là giá cứng nha các bác nhá. Các em Trương, Ngọc Trương bán để cho các bác lấy là lấy giá lấy luôn chứ không bớt. Các bác lưu ý nhá. Giá này là giá cứng, giá lấy luôn, không bớt, tại vì giá của em là cực kỳ tốt rồi. Cho nên các bác lưu ý về cái dòng này. Ha, về cái dòng này giá của nó cực kỳ tốt rồi, kể cả những cái dòng Citizen ở Seiko rồi những cái dòng khác giá của em tốt cực kỳ, cho nên các bác lưu ý. Đấy là em chia sẻ thật thật lòng với các bác, nếu các bác nào quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Đó, bên em thì cam kết chính hãng 100% cho các bác. Nếu các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hoặc hàng dựng thì em sẽ đền bù gấp 10 lần giá trị sản phẩm cho các bác. Đấy là các bác cứ yên tâm mà chơi. Những cái phần này thì em cam kết chính hãng cho bác rồi. Đấy nên là các bác cứ yên tâm ha, và bên em sẽ bảo hành 2 năm. Cái này thì về đồng hồ nhá. Về đồng hồ này thì hãng sẽ bảo hành cho các bác 2 năm, em sẽ bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy, 1 năm này thì các bác nếu mà hư hỏng về máy hay là có lỗi kỹ thuật về máy thì các bác cứ gửi ra cho em.
em sẽ bảo hành chính hãng, à em sẽ bảo hành miễn phí cho các bác về 1 năm đó về máy. Còn nếu như mà các bác nào mà về lỗi người dùng ấy thì cái đấy thì em sẽ hỗ trợ cho các bác đó, nên là các bác cứ yên tâm mà chơi ha. Đấy, ngày hôm nay em gửi đến cho bác 2 mẫu của nhà OP, nhà Onibianus dòng Sportmaster phiên bản màu mặt mới màu xanh lá, nên là các bác nào quan tâm các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.